cần tuyển nhân viên marketing online tại Hà Nội cho nhu cầu phát triển của chúng tôi. Yêu cầu phụ trách phát triển các chương trình PR, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông online để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của công ty lên ý tưởng, kế hoạch và nội dung cho các chiến dịch marketing trên mạng xã hội, lập kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện các chương trình bao gồm phát triển các kênh khuyến mãi và chương trình khuyến mãi cụ thể dành cho khách hàng để hỗ trợ cho phát triển kinh doanh. Phụ trách viết content về lĩnh vực xây dựng, TVTK kiến trúc, các sản phẩm mà công ty sản xuất đăng tải lên website được giao đăng tin Facebook, làm chiến lược quảng cáo Facebook đẩy mạnh thương hiệu và sản phẩm của công ty. Có hiểu biết tốt về các kênh digital như SEO, AdWords, Facebook Ads, social media Facebook, Instagram, có khả năng cơ bản về copywriting, định vị, phát triển thương hiệu và sản phẩm trên các website, forum, Facebook và các mạng xã hội khác quảng bá qua email marketing và mobile marketing thu nhập, phân tích thông tin thị trường, sản phẩm các chương trình digital marketing trên thị trường xây dựng clip ngắn để giới thiệu về sản phẩm và doanh nghiệp trên các mạng xã hội báo cáo công việc thường xuyên hoặc đột xuất theo yêu cầu của ban lãnh đạo công ty. Hồ sơ nộp về phòng hành chính công ty truyền thông và du lịch quốc tế ICC trong giờ hành chính.